Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của kênh Tin Mới Nhất. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đang diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới Nhất. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, mưa chồng mưa, bão chồng bão, lũ chồng lũ tiếp tục xảy ra đối với cả phía Trung Quốc, khiến cho thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành phía Nam, phía Đông của Trung Quốc ngập chìm trong biển nước lũ, làm cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không yên ngủ không ngon. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng, bão tố tiếp tục đổ bộ vào phía Trung Quốc khi hôm qua, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, cơn bão số 13 chưa tan thì cơn bão số 14 tiếp tục ập vào phía Trung Quốc, mang theo một lượng mưa khổng lồ từ trên trời dội xuống, làm cho tất cả các cung đường ở thủ đô Bắc Kinh bị phong tỏa. Những ngôi nhà cao từ 6 đến 7 tầng đều bị ngập chìm trong biển nước lũ, bây giờ đường xá thì biến thành sông, sông thì biến thành biển, người dân thì bị cô lập. Có thể nói rằng, tình hình mưa bão phía Trung Quốc đang vô cùng căng thẳng và đây là một điều tồi tệ đen tối đang xảy ra đối với cả phía Bắc Kinh. Nhiều người cho biết rằng đây chính là nhân quả báo ứng mà mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời được cho là vẫn tiếp tục ra tay trừng phạt Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình để bảo vệ thế giới. Kính thưa quý vị, theo tờ báo Thái Lan cho biết thì tình hình mưa bão ở Trung Quốc ngày một tồi tệ hơn khi hôm nay là ngày thứ 36, Trung Quốc chưa biết đến ánh sáng của mặt trời. Mặt trời thì vẫn chưa xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành phía đông cùng với phía nam của Trung Quốc làm cho cuộc sống bị đảo lộn. Điện đường, trường trạm thì bị phong tỏa, tất cả những khu tự trị thì bị ngập chìm trong lũ lụt. Cảnh báo sóng thần, động đất xảy ra ở khắp mọi nơi, nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng tới siêu đập Tam Hiệp, một trong những con đập lớn nhất của phía Trung Quốc cũng là siêu đập lớn nhất trên thế giới. Thế nhưng bây giờ, siêu đập Tam Hiệp trở thành một trong những tử huyệt chết người của chính quyền ông Tập Cận Bình, khi mà bão chồng bão, mưa chồng mưa vẫn tiếp tục xảy ra đối với cả phía Trung Quốc đại lục. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết, thì lượng mưa đo được tại nhiều tỉnh thành lên tới từ 500 đến 600mm. Đây là một lượng mưa vô cùng lớn. Theo ước tính, khoảng 1.000 năm nay, Trung Quốc mới phải đón nhận những trận mưa bão và lũ lụt tồi tệ như bây giờ. Người ta nói rằng ngày tàn của Trung Quốc đang đến rất gần bởi những tội lỗi mà Trung Quốc gây ra cho thế giới là không hề nhẹ, giống như việc phía Trung Quốc đã đi cướp Biển Đông và phát tán ra dịch bệnh Covid-19, để bây giờ mẹ thiên nhiên ra tay trừng phạt bởi những trận mưa to gió lớn. Có một thông tin vô cùng buồn cho phía Trung Quốc, khi cơn bão số 13-14 chưa tan thì nhiều khả năng trong 3 ngày tới, Bắc Kinh phải đón nhận thêm một cơn bão số 15. Và đây là một trong những thông tin không vui cho chính quyền ông Tập Cận Bình, nhưng lại là thông tin rất vui cho nhiều nước trên thế giới bởi vì Trung Quốc đang làm mất đi lòng tin đối với cả cộng đồng trên hành tinh này. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng Trung Quốc đang gặp không biết bao nhiêu khó khăn khi mưa to gió lớn liên tục đổ bộ vào Bắc Kinh trong 36 ngày đêm vừa qua. Vậy thì vì sao Trung Quốc lại gặp nhiều mưa bão đến như vậy? Trong khi các nước xung quanh như của Trung Quốc như Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Singapore, Mông Cổ, Hàn Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Nhật Bản không hề có một cơn bão nào. Thì xin thưa với quý vị rằng, như từ trước chúng tôi đã thông báo thì do mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời ra tay trừng phạt Trung Quốc, cho nên Trung Quốc gặp những điều nhân quả báo ứng là chuyện hiển nhiên mà thôi. Thảm họa mưa lũ đã cướp đi nhiều sinh mạng ở Trung Quốc, cảnh báo khí hậu đang có những diễn biến cực đoan trên hầu hết các tỉnh thành như Vũ Hán, Vân Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên và đây là một điều vô cùng tồi tệ. Trung Quốc thì nói rằng trận mưa lũ trong những ngày vừa qua đã xuất phát từ nhiều nguyên nhân và lý do. Tất cả là do phía chính phủ Bắc Kinh cho xây dựng hàng loạt những con đập chắn ngang qua sông Dương Tử, sông Hoàng Hà, sông Mekong, sông Hồng, để bây giờ Trung Quốc phải gánh chịu một điều vô cùng tồi tệ. Đó chính là do hậu quả xây dựng tràn lan những con đập để chắn dòng sông, làm cho các nước vùng hạ lưu như Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Lào gặp vô vàn những khó khăn tại dòng nước sông Mekong. Các chuyên gia Trung Quốc bác bỏ nhận định từ truyền thông nước ngoài rằng trận mưa lũ lớn ngàn năm có một ở tỉnh Hà Nam, Phúc Kiến, Hồ Bắc ngày hôm qua là do đập của phía Trung Quốc ngăn nước, còn phía Trung Quốc thì vẫn tin rằng họ làm là hoàn toàn đúng đắn.
Nhưng theo các chuyên gia thủy văn, thủy lợi và chuyên gia xây dựng hàng đầu trên thế giới cho biết, tất cả là do chính những chính sách sai trái của phía Trung Quốc gây ra. Đó là do xây dựng tràn lan, do chặt phá cây rừng và do thiết kế điện, đường, trường trạm không được hài hòa. Chính vì vậy mà bây giờ thiên nhiên đang vùi dập Trung Quốc. Các chuyên gia nói rằng có nhiều nguyên nhân gây ra lũ lụt, ví dụ như địa hình ở nhiều tỉnh Phúc Kiến, Hà Nam, Quảng Đông, Quảng Tây là vùng trũng thấp và nhiều núi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là hệ thống thoát nước hiện nay ở Trung Quốc không được thiết kế cho những trận mưa như chút nước nghiệt ngã trong những ngày vừa qua. Giám đốc Viện các vấn đề về môi trường ở Bắc Kinh nói rằng, việc xây dựng các con đập sẽ có các vấn đề liên quan tới hệ sinh thái của Trung Quốc và làm cho hệ sinh thái này bị biến đổi. Các chuyên gia của phía Trung Quốc cho rằng trận mưa lũ ngàn năm có một xảy ra quá đột ngột, cho nên là các hệ thống hồ chứa không kịp phản ứng. Ngoài ra thì các con đập này vừa mới xây xong cho nên là không có khả năng phòng chống được lũ lụt. Chính vì vậy mà nó đã làm cho một lượng nước ở thượng nguồn bị phá ra và làm cho Trung Quốc đại lục rơi vào cảnh ngập lụt trên diện rộng. Chính quyền của ông Tập Cận Bình thì không biết phải làm sao khi mà mưa to gió lớn đang xảy ra ở khắp mọi nơi. Kính thưa quý vị, còn một thông tin mà hôm nay chúng tôi mới cập nhật được từ tờ báo Bắc Kinh cũng liên quan tới Trung Quốc, đó là căng thẳng ở vùng biên giới giữa Tây Tạng và nhiều nước trong khu vực, trong đó có Ấn Độ. Cho nên là chính quyền của ông Tập đang lên kế hoạch đầu tư 146 tỷ đô để xây dựng điện đường trường trạm ở Tây Tạng. Được biết, Tây Tạng là một trong những vùng núi cao nhất của phía Trung Quốc, giáp danh với Ấn Độ. Nơi đây thường xuyên xảy ra tranh chấp căng thẳng ở vùng biên giới, dẫn đến đụng độ giữa quân đội của Bắc Kinh và quân đội New Delhi. Trung Quốc đang cho kế hoạch xây dựng hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ với khoảng 146 tỷ đô la Mỹ vào đầu tư cơ sở hạ tầng ở Tây Tạng, bao gồm các dự án cũ và mới trong bối cảnh mà căng thẳng biên giới leo thang giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Các nguồn tin cho hay ngày hôm qua, ông Tập Cận Bình đã đích thân lên vùng Tây Tạng để thăm nội chiến ở đây. Ông cho rằng sẽ dốc toàn lực cho quân đội và quốc phòng đầu tư tới 146 tỷ đô để xây dựng điện đường trường trạm, xây dựng các cơ sở hạ tầng, trong đó có xây dựng các căn cứ quân sự nhằm khống chế Trung Quốc và khống chế Ấn Độ. Trong cuộc họp cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tuần trước, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã ca ngợi những thành tựu và khen ngợi các quan chức ở Tây Tạng. Tuy nhiên thì ông Tập cũng nói rằng cần thêm nhiều nỗ lực hơn nữa để làm giàu và tăng cường tinh thần đoàn kết trong khu vực này để chống lại Ấn Độ, bởi trong một vài tuần tới, nhiều khả năng đụng độ sẽ xảy ra. Tân Hoa Xã cũng dẫn lời của ông Tập cho rằng một số dự án cơ sở hạ tầng lớn và các cơ sở công cộng được hoàn thành ở Tây Tạng là một trong những điều vô cùng tuyệt vời. Trong đó có tuyến đường sắt dài tới 10.000 km nối từ thành phố Tứ Xuyên tới Tây Tạng. Các nguồn tin cho biết kế hoạch về hạ tầng bao gồm việc hoàn thiện giữa các đường sắt nối Tây Tạng với thành phố Nam Kinh, Bắc Kinh và Quảng Đông, Quảng Tây. Hãng Reuters cho hay Trung Quốc muốn đầu tư nhiều tiền vào Tây Tạng là để cho vùng này bớt căng thẳng với cả Ấn Độ. Vì trong vòng 100 năm vừa qua, vùng này liên tục xảy ra đụng độ giữa Ấn Độ và Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, có một thông tin mới nhất mà chúng tôi cũng vừa mới cập nhật được ở Biển Đông. Đó là việc Trung Quốc liên tục gặp mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập, bão, lũ chồng lũ. Thế nhưng Bắc Kinh, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn điều rất nhiều tàu chiến mang theo vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng, tên lửa, tàu chiến, máy bay giàn khoan ra ngoài Biển Đông để tập trận bắn đạn thật. Mục đích của phía Trung Quốc đó là dương oai, thách thức các nước trong khu vực, đồng thời thách thức cả thế giới. Điều nguy hiểm đáng diễn ra ở ngoài Biển Đông đó là tàu hải cảnh của phía Trung Quốc cùng với một dàn tàu hung dữ như tàu dân binh, tàu dân phòng, tàu ngụy trang đánh cá lao ra ngoài Biển Đông để tập trận bắn đạn thật, tranh cướp lãnh hải của nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Indonesia, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Thái Lan và Campuchia. Rất nhiều nước đã lên tiếng hành động của phía Trung Quốc khi cho rằng Trung Quốc đang lợi dụng tình hình dịch bệnh ở khu vực Đông Nam Á để cưỡng đoạt Biển Đông. Nhiều người cho biết hành động của phía Trung Quốc là đi ngược lại với những cam kết mà chính quyền ông Tập Cận Bình đã hứa với Liên Hợp Quốc rằng Trung Quốc sẽ đảm bảo giữ an ninh cho khu vực biển này. Thế nhưng thực tế thì vùng biển này đang bị phía Trung Quốc chiếm đóng và tất cả các thông tin liên quan tới tình hình mưa bão, lũ lụt, động đất, vỡ đê, vỡ đập, tình hình ở Biển Đông liên quan tới phía Trung Quốc, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị khi có thông tin mới nhất và chính xác nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của kênh Tin Mới Nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận dưới video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.